Hôm nay ngày 1 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp tục tiếp nhận sự ủng hộ của các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hướng về đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và cơn bão số 4. Với mong muốn góp phần giúp đỡ cho các hộ gia đình bị thiệt hại do cơn bão số 3 vượt qua khó khăn, sớm ổn định, vươn lên trong cuộc sống, cán bộ và nhân dân huyện Hậu Lộc ủng hộ lần thứ 3 với số tiền 2 tỷ đồng, tập đoàn Hoa Lợi ủng hộ 1 tỷ đồng, đoàn thanh niên, hội sinh viên trường Đại học Hồng Đức ủng hộ 115.470.000 đồng. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, tại tỉnh Thanh Hóa trong những ngày gần đây, nhiều địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa to và ngập lụt. Với tinh thần tương thân tương ái, các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp cũng đã chung tay chia sẻ với đồng bào trong tỉnh bị thiệt hại do hoàn lưu cơn bão số 4. Trong đó, câu lạc bộ Ken Khốc Thanh Hóa ủng hộ 120 triệu đồng, phòng khám đa khoa 360 Lê Hoàn, thành phố Thanh Hóa ủng hộ 50 triệu đồng. Công ty cổ phần dược vật tư y tế Tâm Thành ủng hộ 30 triệu đồng.